Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 neo trụ ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, có sức gió mạnh cấp 10-11, tức là từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Trước diễn biến này, trong ngày 26 tháng 9, các tỉnh miền Trung nằm trong phạm vi tâm bão đang khẩn trương dồn sức ứng phó siêu bão. Tại Quảng Ngãi sáng 26 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác neo trú tàu thuyền tại cảng Tịnh Hòa trên địa bàn xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi. Hiện tại cảng Tịnh Hòa đang có 295 tàu neo đậu, có sức chứa 350 tàu, là khu neo đậu cấp tỉnh, phục vụ cho ngư dân tại 4 xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Bình Châu và Tịnh Kỳ. Trong tình huống bão, các địa phương khác và các tỉnh ngoài cũng được vào neo đậu. Còn tại Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đến kiểm tra công tác phòng tránh lụt bão và an toàn hồ đập tại hồ Thủy lợi Phú Ninh và thành phố Hội An. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng lên phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 10 giờ cùng ngày, Quảng Nam còn 23 tàu đánh bắt xa bờ, có 14 tàu nằm trong vùng nguy hiểm của bão. Trong đó có 2 tàu đang di chuyển, dự kiến đến đêm nay sẽ cập cảng Kỳ Hà, còn 12 phương tiện đang di chuyển về phía nam để tránh khỏi vùng nguy hiểm. Tại Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh này cắt cử hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của các đơn vị đến các huyện Phú Lộc, Phú Vang để giúp người dân triển khai các biện pháp phòng tránh bão số 4. Đặc biệt với phương án 5 tại chỗ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động tuyên truyền người dân chuẩn bị lương thực, thuốc men, sẵn sàng di dời người già và trẻ nhỏ lên vùng cao, nhất là các hộ nghèo, neo đơn và già yếu. Tại Đà Nẵng, sáng 26 tháng 9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh toàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 26 tháng 9 để phòng tránh bão số 4. Từ 12 giờ ngày 27 tháng 9, cho tạm dừng họp chợ truyền thống, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động tại các nhà máy sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghỉ làm việc. Tại Bình Định, sáng 26 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đến tuần tra kiểm soát và vận động bà con ngư dân tại cửa biển, cảng Quy Nhơn, đầm Thị Nại, chủ động ứng phó cơn bão số 4. Đối với các lồng bè ven cảng Quy Nhơn được thông báo neo cột, chằng chống cẩn thận và có phương án di chuyển thu hoạch hải sản trước cơn bão lớn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo kêu gọi hướng dẫn 1.253 phương tiện với 8.771 lao động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của cơn bão số 4. Tại Quảng Bình, ngày 26 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn xã có 590 phương tiện đánh bắt trên biển, trong đó có 350 tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ. Hiện tại, tất cả tàu cá của ngư dân Cảnh Dương đã vào bờ tránh trú cơn bão số 4 an toàn. Để ứng phó với tình hình mưa bão, trong ngày ngành giáo dục của các địa phương cũng đã lên kế hoạch cho học sinh nghỉ học.